Con ngành gì? Con chỉ học general đi. Rồi học là mechanical engineer. Chứ không phải là software engineer nha. Mechanical. Thiên Minh Trung nói bầu trời Sài Gòn mấy ngày trước có ánh sáng thay đổi nhiều màu. Đó là dị tượng. Hiện bây giờ giữa hai lưỡng cực thiên ma và bên gọi là bên tà bên chánh á, bên thiện thần với ác thần đấu ở chỗ ánh kịch liệt. Thì ở chỗ ánh đấu ở dưới này á, giờ mình giống như trâu bò hút mà ruồi mũi dưới này bị chết vậy đó. Thì đại khái thì những cái hiện tượng nó sẽ thấy lạ lùng trong những năm gần đây đó. Không Phụng Hoàng xuất hiện ở Sài Gòn thì năm đó có không, bản đồ Việt Nam xuất hiện ở ngay chỗ lăng của bác Hồ ngoài Hà Nội đúng không? Mấy ông rồng của chú xuất hiện là thường ở trên trời hoài đúng không? Rồi sấm sét rồi hôm nay thì bầu trời Sài Gòn có nhiều ánh sáng, đó là những cái hiện tượng của cái thời gọi là tận thế mà mình đang sống trong đang lúc tận thế. Hiếu Hồ nói chú Kiệt ơi, bùa yêu là thế nào vậy? Bùa yêu là người ta nuôi mấy cái loại ngải, nó tha lên cái môi nó nhìn nè, hoặc là nó có một chút bột gì đó, con đi đâu á nó hôn con gái là con mê nó, hoặc là nó bỏ vô gì cho con uống con mê nó, rồi nó kêu con làm gì con làm đó đó. Bùa yêu nó có thiệt á, nên mình phải đọc Lăng Nghiêm thường xuyên để mình đừng bị mấy cái đó. Con đọc cái câu Lăng Nghiêm mà loại ngắn thôi, cũng giống như câu không phải là nguyên năm đệ nha, đọc án a lợi tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà bàn đà nể bạc xà ra bàn ni phấn hổ hồng đô lôn phấn ta bà ha. Mình cứ đọc cái đó ngày 7 8 lần cũng được nữa, mình không đọc gần hết Lăng Nghiêm mà trong đầu của mình lại là Lăng Nghiêm á chú cũng vậy á. Án a na lệ tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà bàn nể bạc xà ra bàn ni phấn nó hồng đô lôn phấn ta bà ha, gán thuộc cái đó. Đó đâu có mấy chữ đâu nhưng mà nó là một bài chú của Lăng Nghiêm á. Cung phé chủ tịch Hồ Chí Minh đang ở đâu và ông là ai vậy chú? Cái này hơi nhạy cảm nha con, mấy clip trước chú nói là bị mấy đại ca không có ưa, tại vì nói là Phật hồ chứ đâu, còn này chứ nó không phải, hơi nhạy cảm, hơi nhạy cảm. Lăng Nghiêm đọc một ngày bao nhiêu biến được, muốn đọc nhiều á đọc nhiều càng tốt, đọc khi nào thấy cái đầu bắn khói lên luôn á thì tốt nữa. Việt Nam Bác Kiệt có pháp môn tu tập nào ngoài chữ khổ không? Có pháp môn đi về nhà gặp vợ hỏi em hôm nay có khỏe không, có cần anh làm gì không. Cứ mỗi ngày mình học được câu đó là mình bảo đảm mình sẽ vui liền, chứ mình đừng có về nhà mình hỏi bữa nay bà ở đâu và làm gì thì người ta nghe người ta bị sốc, người ta nói ông nghi tôi pháp môn đó đó. Để chén chút anh rửa. Tóc của ông Trump còn được ông chú, nếu mà xuống thấp thì tột cùng mình mua, nhưng mà trong lúc này đã nói kinh tế nó khủng hoảng cho nên cái stock nó crazy lắm, nó điên lắm, nó lên xuống bất thường lắm. Nhưng mà đến khi mà bắt đầu nó đứng lại á là những cái chánh nghĩa sẽ đi lên, giống như về hai thách sẽ lên, thuốc và trị Covid rồi Trump chứ không có chỉ đến stock nghe.
đánh bài thì phạm giới, mà stock chú có hỏi trên thì trên nói à bây thời nay ai cũng vậy, cho nên chú không biết là stock có phạm giới hay không á, chú cũng không có kêu ai đánh stock nè. Hồi xưa có quen với anh Đặng Hào An thì mỗi lần về Nam Cali ổng có cái chỗ á, của ổng cũng rộng rồi có ghế đồ ổng đãi ăn đồ, thì lên ngồi thì ổng là chủ nhà thì mình lên ngồi thì mình nói thôi, chứ đâu phải chú xuống đó là có nghĩa là chú khuyến khích nữa.